Ngọc Thư rất vui lại được đồng hành cùng với quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, diễn biến của 5 tập trong tuần qua của bộ phim Tư Mỹ Nhân phải nói là rất hấp dẫn, hồi hộp và gây cấn. Trận chiến với nước Tần đã thực sự nổ ra và nước Sở đã hoàn toàn thất bại. Tuy rằng Sở Vương giữ được mạng sống nhưng toàn quân tổn thất nặng nề. Kính mời quý khán giả tiếp tục đón xem tiếp diễn biến hấp dẫn vào tuần sau nhé. Và trong tuần vừa qua thì chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng trên fanpage facebook.com/tayninhtv cũng đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn khán giả ở khắp nơi tham gia trả lời câu hỏi của chương trình. Nhưng ban tổ chức thì có thể trao giải cho 5 bạn khán giả đã thực hiện đầy đủ 3 tiêu chí của ban tổ chức, đó là nhắn tin câu trả lời đúng và nhanh nhất, like và chia sẻ bài viết của chương trình. Và các bạn nhớ là không thực hiện đúng thể lệ của chương trình thì ban tổ chức sẽ không thể nào trao thưởng được và sẽ dành cơ hội cho các bạn khác. Nhưng các bạn cũng đừng nản lòng vì còn rất rất nhiều những câu hỏi ở phía trước đang chờ các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng xem đáp án cho các câu hỏi tuần qua. Bây giờ sắp đến giờ mùi rồi. Chỉ cần 2 vạn quân sĩ trấn giữ là được. Lôi Lưu Ức ra ngoài ngay, phạt đánh 20 quân cung. Ta đồng ý nhường ấn tướng lục quốc của ta cho đệ. Vi phạm quân kỷ, không phục tùng quản thúc, xử chém. Ngọc Thần xin được chúc mừng những khán giả sử dụng Facebook sau đây đã may mắn nhận được giải thưởng của chương trình. 1. Râm Tỷ trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 46. 2. Tú Trinh trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 47. 3. Nguyễn Tấn Vũ trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 48. 4. Rum Đệ trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 49. 5. Lý Văn Bảo trả lời đúng và nhanh nhất cho câu hỏi tập 50. Ban tổ chức sẽ liên lạc trực tiếp và trao giải trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ các khán giả trúng thưởng. Và với mong muốn là một sân chơi hấp dẫn dành cho tất cả các khán giả yêu thích và ủng hộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, ban tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm từ quý khán giả gần xa. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên fanpage, YouTube và trang web tayninhtv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị cùng đón xem phim và tiếp tục tham gia chương trình để có cơ hội trúng được giải thưởng hấp dẫn. Rất đơn giản phải không nào? Chúc các bạn may mắn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.